Sáng ngày 19 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tiếp tục cảnh báo sóng lớn, lốc xoáy, gió giật mạnh trên vùng biển Nam Bộ, rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp độ 2. Theo đó, vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, Phú Quốc có gió đông bắc cấp 4, 5. Từ đêm ngày 19 đến đêm ngày 20 tháng 11, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm Phú Quốc, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo, tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh.